gọi trên YouTube là Thánh Ham Hát. YouTube em được mệnh danh là Thánh Ham Hát, vì sao em? Tại em ham hát nên anh đã kêu em bằng Thánh Ham Hát. Mà em hát vậy luôn đó hả? Thiệt sự vậy luôn đó hả? Anh ơi, là nãy giờ cái mặt mình vậy là ham muốn rồi đó hả? Đó là cái mặt ham muốn á. Dạ em đam mê ca hát lắm mà gia đình em không ai cho em ca hát giống bạn nữa. Thật ra là anh được không? Dạ mình đúng đó anh ạ. Cái bài mà anh thuộc nhất, mình hát tốt nhất, hay nhất là bài gì? Bài Áo Mới Cà Mau. Hay, hay, bài đó hay, hát đi anh. Thì sẽ hát giống nãy thôi, nghe nói Cà Mau xa, xa lắm. Ê, chắc vậy đó. Phải không? Thử đi. Nghe nói Cà Mau, nghe nói Cà Mau. Thôi Giang rồi, Giang ơi, chắc không cần phải test nữa đâu Giang. Cảm ơn bạn, tôi đến với chương trình ngày hôm nay, Thánh Ham Hát. Thắng ha. Ai thắng thì lấy đáp án của người đó. 2, 3, 2, 3. Thôi nghe lời Thư đi, cảm giác. Trời ơi. Thư quen bảo quá. Thôi bây giờ Thư nói vậy rồi cãi Thư sẽ được anh. Rồi, cho Thư. Xin lỗi em, 3. Số 3. Em có đi đâu, né cái spa của Thư ra. Cảm ơn em. Ok, mời ông số 2, ông mừng hú hồn. Mừng muốn xỉu luôn. Kính thưa các anh chị. Rồi, số 2 dính tiếp. Người ta thường nói ông bà có câu, bà con xa không bằng láng giềng. Thấy chưa, tao nói mà, ác mộng chưa có qua đâu. Mà đã đi rồi, ở lại một mình, cô đơn lạc lõng lắm. Ý sao? Dạ em chưa hiểu ạ. Thêm một bà đi với bài xuống rồi. Em nói thiệt á Nghĩa. Chứ sinh con ra xong trí nhớ bị giảm đó. Vậy thì bây giờ Giang chốt số mấy? Sao, đồng ý số 2 không? Dạ. Trời ơi. Trời ơi trời. Tao chết. Chưa bao giờ mà biên tập mới được gọi tên như một ngôi sao như hôm nay. Trời ơi anh ơi, con biên tập mày nó nhận giải biên tập của năm. Đặt bàn tay. Đây là một cú lừa. Đây là một cú lừa. Trời ơi, nó đặt bàn tay lên mô và không bao giờ nó buông xuống. Mà giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào luôn anh. Giữ chặt là nó giữ thiệt chặt. Giữ chặt tiếng nấc là giữ luôn không buông luôn đó. Xuất sắc, biên tập xuất sắc. Trời ơi, chắc tôi chết. Chắc tôi chết, trời ơi. Cô Ngân, cô đang được tôn vinh. Cái bà này á, mà bà cầm cái cuốn tập bà che ra thì nói làm gì đúng không? Mà nghĩ ra cái bài mà đặt bàn tay lên môi xong mà không thèm hạ xuống, ghê. Người nhà biên tập chắc luôn. Loại. Ủa nãy giờ là anh thấy ai em cũng loại hết trơn thành. Loại hết, lát cho Ường Phúc hát chung với lại anh Thư. Vẫn không đoán được gì luôn. Quỳnh Anh lần này thì sao? Hồi nãy em nhận xét là bạn hát hay, mà xong rồi em thấy diễn thì em thấy là chết quốc liền anh ạ. À. Không có giống một tí nào trong Người Có Nhà. Đó. Cái giọng này nó nghiêm túc nha. Nãy giờ mình giỡn giỡn thôi chứ mà nó thật sự rất là khó. Nghe lời đi. Nãy giờ ông nội tôi cũng dám cãi mình nữa. Khẳng định sao? Hát không hay. Chi vậy trời, để cho tôi chiếc thuyền ở giữa sân khấu đi. Bắt cha nội kia mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt, đeo cái chổng mông lên đẩy cái thuyền. Mà ông kia cái xuồng nó giật cái ông cứ bưng. Ê anh ơi, sao nó ca hay đó? Không, mà nãy táp không có trúng. Thật ca ra, vui ca vui hò không phải dễ táp. Đúng mặc rồi. Dù táp không trúng hoàn toàn nhưng trúng được những cái nhịp quan trọng. Hồi nãy em nói là hát hay nhưng mà sau cái dòng này thì em lại ngược lại. Thôi đổi đi đúng rồi. Không hay, cậu này không bao giờ hay được. Em cảm thấy không hay. Cái gì? Không hay. Mà anh mất gì? Ủa sao tự nhiên cá độ ngang ngược vậy anh? Bây giờ là thôi để hỏi luôn đi Út Hoàng Phân. Alo, Út Hoàng Phúc. Bạn thấy thế nào? Bạn này hát hay. Hay đúng không? Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để mà hội ý cùng với nhau. Vòng này chúng ta cũng sẽ chọn ra một người hát không hay. 30 giây bắt đầu. Chọn ai? Chọn ai? Em không biết. Anh nghĩ là số 7 là không hay, chắc luôn. Số 7 không hay hả? Mà anh muốn chọn số 4. Em muốn chọn số 4? Đúng em rồi. Em chọn số 4. Số 4 đi. Em chọn số 4. Ok, dạ, dạ. Xin mời ý kiến từ gia đình Trường Giang. Gia đình tôi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Chúng ta nên mua những căn nhà ở, nó phải gọi là giáp ranh quận nhất. Chúng tôi chọn chỉ có bến Nhân Đồn thôi. Bến Nhân Đồn. Chết cha. Quận 4. Gia đình em ngược hoàn toàn. Với sự quan sát khôi hài của Thánh Phán, cô ta vẫn khẳng định đặt bàn tay lên môi là quận 6 đang có vấn đề. Và Ưng Hoàng Phúc thì lại thấy là phố đi bộ đang rất đông đúc, và anh ta muốn giải tán đám đông đó. Vì vậy cho nên
hãy một lần nữa quánh tù xì đi nào. Nghe lời đi. Hả? Nghe lời đi. Hả? Bà nói không cãi bà được. Gọi trên YouTuber. Là Thánh Ham Hát. YouTuber. YouTuber. Em được mệnh danh là Thánh Ham Hát. Vì sao em? Tại em ham hát. Nên anh ta kêu em bằng Thánh Ham Hát. Mà em hát vậy luôn đó hả? Thiệt sự vậy luôn đó hả? Anh ơi là nãy giờ cái mặt mình vậy là ham muốn rồi đó hả? Đó là cái mặt ham muốn hả? Dạ em đam mê ca hát lắm mà gia đình em không ai cho em ca hát giống bạn nữa. Thật ra là anh được không? Nhà mình đúng ra nè. Cái bài mà anh thuộc nhất, mình hát tốt nhất, hay nhất là bài gì? Bài Áo Mới Cà Mau. Hay, hay, bài đó hay, hát nha. Thì sẽ hát giống nãy thôi, nghe nói Cà Mau xa lắm. Ê, chắc vậy đó. Phải không? Thử đi. Nghe nói Cà Mau. Nghe nói Cà Mau. Thôi y chang rồi Giang ơi, chắc không cần phải test nữa đâu Giang. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay, Thánh Ham Hát. Ba người bạn mà thôi. Chúng ta sẽ có 30 giây cho mỗi đội để phỏng vấn, nghe giọng thật của họ và chúng ta đoán. Mời đội Trường Giang trước nào, 30 giây bắt đầu. Muốn hỏi gì hỏi. Nhanh lên. Bạn nữ, giới thiệu về bản thân cho quý anh thử nghe giọng xem nào. Dạ Loan. Đúng rồi. Giọng này không ta nói nhiều vậy. Hơn đúng không? Em phải đếm từ 1 tới 10. 1, 10. Không, có vẻ hẳn là em thấy bạn này trong giọng nói có âm nhạc, có vẻ hay. Bạn áo xanh mấy tuổi rồi? 21. Bên đây nè. Hết giờ. Ừ. Nó liếc luôn, nó không muốn trả lời luôn. Chưa kịp hỏi tới nhỏ mà giờ đội Trấn Thành hỏi nè. Bắt đầu. Em thích chị Lê Giang không? Em thích hát với anh Đường Hoàng Phúc không? Lấy cái mi trả lời. Em thích hát với chị Phạm Huỳnh Anh không? Đi về nha. Em ơi, chân mày của em vẽ hay là điêu khắc vậy? Ủa sao kỳ vậy, bắt đầu không vậy? Không nói là thì không phải hỏi cái gì để bây giờ hỏi cho hỏi cho nói thì thôi. Hỏi vẽ hay điêu khắc? Bắt đầu sao biết vẽ hay điêu khắc? Mi bên kia cầm. Nói đi em. Vẽ. Loại. Coi thường celeb. Coi thường thánh bề trên. Hết giờ. 30 giây của các bạn có ý nghĩa ghê đó. Đó, bây giờ trong 3 nhân vật này các bạn phải chọn ra cái người mà các bạn nghĩ rằng hát hay để hát cùng với ca sĩ nhà mình nha. Thời gian hội ý, 30 giây, bắt đầu. Hội ý gì nữa, hội ý? Rõ ràng. Nè Thánh nói nè. Thánh nói đi. Số 1 á. Thị trường số 1 đó. Câu nãy là nói sai rồi đó. Thánh mới nãy là phán sai lắm luôn rồi đó. Bà nói luôn cái câu bắt buộc của bà đi. Nghe lời đi. Đó. Nãy Thánh phán sai cho nên đừng tin Thánh nữa nha. Thôi quyết định đi. Thì mình vẫn thấy hai bạn này số 1 và số 7 đó. Nếu mà giọng nam thì có lẽ là nên chọn bạn nam. Đúng rồi. Vậy thì thôi, nữ là chắc chọn bạn nữ rồi. Đúng rồi. Chứ gì nữa. Em sẽ chọn bạn số 1 rồi. Số 5. Số 1 đó. Về đi. Số 7 đi. Số 7 là bạn này đúng không Phúc? Đúng rồi. Rồi, như vậy là Phúc sẽ chọn bạn số 7. Còn Quỳnh Anh? Dạ, số 1 ạ. Số 1, chúc mừng hai em. Nó mê mà ra mặt luôn. Cảm ơn Phúc. Hát xong cái dúi cái mặt như nách người ta, kêu hung cái không chịu. Thơm. Thơm, trời đất thằng quỷ. Nó còn kêu thơm là thử gốm không?